vậy là cả Clan Rượu và Clan V Sao đã vào phòng rồi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu hiệp 1 trên map Sa Mạc 2 giữa Clan Rượu và Clan V Sao. Đây sẽ là round set. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ. Màn hình máy của Lambo. Toyota. Bugatti. Ferrari. Đây là một thanh niên bắn rom. Ferrari bắn rom khá là cứng. Nhưng không biết bắn C4 sẽ như thế nào. Chú hột đã bắt được Ferrari. Màn hình máy của Toyota đã bắt được Whisky. Đồng đội đã đang thi đấu rồi. Có gì mà né kinh vậy? Không hề cover. Các thanh niên không hề coi như là bom đã được đặt xuống sai. Bugatti đã cover cho Toyota. Cuối A có hàng. Diệu Cần đã bắt được S-Ruby. Và sẽ chỉ còn một mình Toyota. Không gỡ bom nhanh thì sẽ hỏng. Tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về Clan Rượu. Màn hình máy của Lambo bắn snip. Bên kia có chú hột bắn snip rồi. Chú hột đã bắt được Lambo. Màn hình máy của Bugatti. Thanh niên này có vẻ khá là giật lag. S-Ruby về Bugatti. Toyota đã công lên à. Màn hình máy của S-Ruby. Mình rất xin lỗi có những bạn xem stream nhá, cứ hỏi Pat làm cái gì, mình không bao giờ cho Pat đâu. Bugatti đã có tín hiệu set. Như vậy về sao đã đồng tôi đã đồng ý cho sếp rồi. Có lẽ vẫn sếp. Vậy có một bạn inbox cho mình hỏi Pat phòng là gì vậy, đáng sợ thật. Mình không nghĩ rằng vẫn còn có những người có thể inbox cho mình hỏi những câu hỏi như vậy, bởi vì đây là quyền riêng tư của các vận động viên ở trong giải. Tại sao các bạn cứ muốn vào xem trong khi đấy stream xem không đủ à? Về Toyota, Ferrari, thanh niên kiếm laser. Đáng sợ chưa? Đã nằm Toyota.
Đã bắt được Whisky. Như vậy là chỉ vẫn 21 đã bắt Toyota Lambo. Ruby đã vào trận đấu. Và còn Bugatti nữa. Vẫn sẽ là một round xếp. Như vậy là Bugatti đã không thể vào trận đấu mà thay vào đó là Webber. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu trận đấu ngay bây giờ. Ferrari, Lambo. Có một thanh niên đang không có C-Stock nhưng thôi, hãy để đồng đội của anh kéo đi. Vodka đã bắt được Ferrari. Kawa, Toyota. Lambo đã vừa bắt được 9.21 người cầm bom. Whisky đã bắt được một Toyota và hình máy của Lambo. SUV nếu như cô đã man sôi thì Lambo sẽ lâm vào nguy hiểm. Đúng là như vậy. Tỷ số là 3-0, đang tạm thời nghiêng về clan rượu. Ferrari đã chuyển sai. Bom đã rơi ở sai B. Đã bắt được chứa hộp. Như vậy tỷ số sẽ là 3-1, đang tạm thời nghiêng về clan rượu. Đó là quả flash của đồng đội về Lambo. Đó, thanh niên khá manh động. Chú Hốt đã bắt được Lambo rồi. Còn Ferrari, Ferrari đã vừa bắt được rượu cần. SUV đã yếu rồi. Đi hồn khá là tốt. Đã bắt được chú Hốt. Chỉ với 21 đã vừa bắt được rồi. Đó là SUV. Có gỡ luôn không? Gỡ luôn. Nếu như gỡ từ vừa nãy thì có lẽ tỷ số đã khác. Tỷ số sẽ là 4-1, đang tạm thời nghiêng về clan rượu. Lambo
vậy là đã đục vào hành lang. Ferrari Toyota là người sẽ phải thủ hành lang. Lambo đã vào, Lambo đã yếu rồi. Hết bom, không hiểu thanh niên này ném bom ở đâu. Về Lambo đang cõng tin. Ferrari đã rút về xa. Rio Cần đã bắt được SUV rồi. Như vậy thì có lẽ là sẽ triển khai ở xe B. Hầm B sẽ có hàng. Về Toyota. Ferrari ra là mồm. Gánh tim rồi. Tỷ số sẽ là 4-2, đang tạm thời nghiêng về Clan Rượu. Chú Hộp đang bắn Smith. Phun sai. Ferrari có bắt được ai không? Diệu Cần đã bắt được Ferrari. Vậy còn đồng đội của anh đó là SUV. Flat liên tục được ném ra, có vẻ như các thanh niên đang muốn lao vào side B. Đã bắt được Diệu Cần. Chivert đã bắt lại được SUV. Bom có lẽ sẽ được triển khai ở side B chăng? Đã đột nhập được vào side B. Bom đã được đặt xuống B. Như vậy Toyota đã bắt được Vodka. Chú Hộp đã bắt được Lambo, đã bắt được Toyota rồi. Còn đây là Lambo. Quá tỉnh táo cho Lambo. Ở vị trí đấy anh cũng có thể quay lưng lại gỡ được mà. Tỷ số là 4-3, đang tạm thời nghiêng về Clan Rượu. Đã có một thanh niên đó là Whisky đã đột nhập được vào hành lang. Cuối A có hàng, liệu có thủ không? Khi mà công cả hai hướng thì hãy chọn hướng nào gần nhất. Lambo. Lambo khó gánh rồi. Lambo sẽ bị bắt ngay bây giờ thôi. Quả bom ý là quá đắng cho Lambo rồi. Tỷ số là 5-3 và chúng ta sẽ cùng đến với màn đổi bên. Của Freedom. Ferrari đã thoát phòng. Không hiểu là vì lý do gì nữa.
Các thanh niên đang kêu om lên lát, không hiểu lát cái gì. Ok, mình sẽ đợi các bạn em đang. Chúng ta sẽ cùng vào hiệp 2 trên map Sa Mạc 2 giữa Vê Sao và Rượu. Mình không phải stream truy kích nhá. Stream truy kích là anh Lê Thanh Hà cơ. Chúng ta sẽ bắt đầu đến với trận đấu ngay bây giờ. Màn hình ấy của chú hộp. Bungati đã vừa đột nhập được vào side B. Chú hộp sẽ nằm thôi. Màn hình ấy của chú hộp 21. Vodka. Vodka lên cao B rồi. Tụt đàm thật lực. Sẽ chỉ còn một mình Vodka thôi. Tỷ số là 1-0 tạm thời nghiêng về clan Vê Sao. Tại có một số thanh niên đang lag. Chỉ vớt 21. Whisky đã vừa triệt hạ được có vẻ là ban. Chuối hộp cầm khá chắc ở CB. Bom có lẽ là đã rơi. Fairy lò dò thì Vodka đấm mồm luôn. Như vậy là Lambo đã cầm bom. Bugatti vừa triệt hạ được Whisky. Chú hộp đã cam xuống dưới mid. Đã đột nhập được vào hành lang. Màn hình máy của Lambo. Thời gian đang các bạn có thể thấy rằng là Lambo khá tự tin. Tỷ số sẽ là 1-1. Bắt như thế thì còn lâu mới trúng được.
có một pha đổi mạng giữa Diệu Cần và Bulgari. Quả bom ý Vicky sẽ yếu. Một pha vừa biến mạng của về sau. Chivas Vodka. Đây là chuối hộp. Khó rồi. Lambo đã vừa bắt được Chivas Havoc. Như vậy thì không biết có công MA không. Ôm bom vào B này thì khó rồi. Lambo đã bắt được Vodka. Bom sẽ được đặt không? Khi còn 14 giây. Bom sẽ được đặt. Quá hay cho Lambo. Tỷ số là 2-1, đang tạm thời nghiêng về phía sau. Lambo đã bắt được chuối hộp. Màn hình ấy có Chivas Vodka Mid Whisky Rượu Cần. Whisky liên tục ăn bom. Yếu rồi. Bulgari đã bắt được Whisky. Bulgari đã bắt được Chivas 21. Vodka. Tỷ số sẽ là 3-1, đang tạm thời nghiêng về Clan về sau. Chuối hộp. Đang check khá kỹ. Có vẻ sẽ là một trận công. Đúng rồi. Thay điên Toyota quả là bị đen. Ferrari đã nằm. Lambo. Cái gì vậy? Lambo đã vừa bắt được người. Tiếp tục. Khá hay cho Lambo. Nhanh nếu không sẽ không kịp. Khi thời gian đang là tất cả. Tỷ số sẽ là 3-2, đang tạm thời nghiêng về Clan Rượu. Nhưng về Clan về sau. Quá đáng tiếc. Như vậy là đã bắt được chuối hộp rồi. Ben Ferrari đã có vẻ như vừa ăn bom.
Ben. Có vẻ đó là Bugatti. Ben đã bắt được chiếc 21. Sẽ giành quyền ưu tiên khi mà anh cầm bom. Ferry đã bắt được Whiskey. Liên tục là đổi bạn. Liệu rằng bom có đặt xuống không? Bom sẽ được đặt xuống sớm thôi. Đã không để ý chăng? Khi mà hành lang bắt đầu có hàng vào rồi. Không phải, mà là ở nhà. Đúng vậy. Đó là vodka. Thật sự là quá khó. Tỷ số sẽ là 3-0. Chú hột, bắt cái gì đây? Cần kè cẩn thận vậy. Lambo. Điềm tĩnh chờ người. Ferrari đã yếu. Có vẻ như vừa đúng độ. Chivas 21 đã 5. Whiskey đã bắt được Bugatti. Tự sát ư? Thua. Ben. Bom đã được đặt xuống xe. Vodka. Flat đã được đẩy lên side. Toyota vừa bắt được người quý A. Còn đây là hành lang. Đó là vodka. Như vậy bom sẽ nổ. Tỷ số sẽ là 4-3. Đang tạm thời nghiêng về cửa lan về sau. Sẽ là một trận full sai. Rượu cần. Đó là rượu cần. Vậy thì hãy chờ vodka. Quả bom ý sẽ là một quả bom chất lượng. Bom đã vào sai. Vodka đã được rồi. Ferry. Chivas 21 đã bắt được Ferrari. Bom đã rơi. Hãy xem Lambo. Lambo ở đâu? Đây sẽ là round quyết định của trận đấu. Một là sẽ hòa, hai là về sau sẽ thua. Cho nên Lambo khá là cẩn thận. Thời gian đang không ủng hộ cho về sau rồi. Như vậy cửa lan rượu đã chiến thắng trên map Sala 2. Chúng ta sẽ cùng đến với map thứ 2.
vậy Lambo đã lựa chọn map nhà máy hoa. Có vẻ như bên phía sau ngày hôm nay máy liên tục bị trục trặc, không hiểu vì vấn đề gì nữa. Như vậy chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với map nhà máy hoa giữa Vsao và Clan Rượu. Rượu đã chiến thắng ở trên map Sa Mạc 2. Khá là khó khăn khi Vsao liên tục bật. Kỳ đua Infinity, lần đầu tiên nhìn thấy đua Infinity tham dự vào C4. Tùng DZ đã vừa sấy, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đây là màn hình máy của Wiki. Một trận full size xe B. Các thanh niên đã hổ báo lao vào trước rồi. Rượu Cần đã vừa bắt Toyota và cả từng DZ. Như vậy sẽ là khó rồi. Ben đã vừa bắt được người. Ben đã bắt được cả Rượu Cần. Rượu Cần lúc đấy là yếu rồi. Vậy thì Lambo có xử lý được không? Chỉ vẫn 21 đã vừa bắt được Lambo. Ben. Tỷ số là 1-0, tạm thời nghiêng về Clan Rượu. Màn hình máy của Toyota, Ben DZ. Đã đổi mạng của Wiki, đó là Ben. Lambo. Càng chui ấy càng flat. Hết đạn,
Có đắng. Tiếp tục là một pha đổi mạng giữa Lambo và Chivas. Tỷ số là 1-0. Bàn DZ. Tùng DZ. Như vậy tỷ số sẽ là 2-1, đang tạm thời nghiêng về Cờ Lan Rượu. Hôm nay mình đang bị cảm, cho nên là mình sẽ nói ít đi một chút, mong các bạn thông cảm. Số 1 đã vừa bắt được Ben. Quá liều lĩnh. Đã bắt được Vodka. Cái gì vậy? Không để ý sao? Có lẽ đó là Whisky. Tỷ số sẽ là 3-1, đang tạm thời nghiêng về Cờ Lan Rượu. Ben. Vậy là có vẻ đó là Tùng DZ. Đã nhìn thấy nhau rồi. Diệu Cần đã bắt được Tùng DZ. Còn đây là Bungati. Nếu như không cover thì sẽ 5. Đó là Vodka. Tỷ số sẽ là 4-1, đang tạm thời nghiêng về Cờ Lan Rượu. À đây, chú hột là người ở B. Flat. Rất nhiều Cờ Lan, đó là Chivas 21 đã thất thủ rồi. Vodka.
sẽ là khó cho về sau. Tỷ số có lẽ sẽ là 5-1 nghiêng về Clan về sau. Tỷ số là 5-1 nghiêng về Clan rượu. Bóng lơ. Chúng ta sẽ cùng đến với màn đổi bên. Khó khăn cho về sau rồi. Khi mà Vinh dẫn trước tỷ số khá đậm. Đây là bộ vệ. Ôi xem bố nhỉ. Chúng ta sẽ cùng đợi cả hai clan cùng có tín hiệu S. Rượu cần. Rượu cần tại sao lại xuống dưới quan sát? Chúng ta sẽ bắt đầu vào hiệp 2 map nhà máy hoa giữa clan rượu và clan về sau. Đây sẽ là một round set. Liên tục là những pha lấy mạng của về sau. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào trận đấu ngay bây giờ. Được bộ. Whisky công thẳng lên B. Sẽ có một thanh niên đó là Tùng DZ. Tùng DZ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình luôn. Hai kim là đủ rồi. Triệt hạ được vodka và 9-21. Thế là quá ổn rồi. Đã có lúc độ ở B. Đó là Ben. Ikki đã bắt được Toyota. Màn hình máy của Lambo đã bắt được chuối ốp. Tỷ số là 1-0 cho clan rượu. Chỉ một sai lầm thôi sẽ phải trả giá. Màn hình máy của Chivas Vodka sẽ là một trận công A. Đã gặp lần quay ông Whisky lại là ông mất máu bởi ông chả biết quả bom đâu bay ra. Whisky đã bắt được Toyota. Màn hình máy của chú hột. Ông Lambo tự nhiên lại đi mất nửa cây máu. Cũng không phải tự dưng đâu. Đó là Bungati ở dưới sai. Cả trên cả dưới. Thanh niên bỏ bạn luôn. Đó là Whisky. Bungati. Rượu cân. Giờ này mà vẫn còn hôn được thì cũng thua. Khi mà thời gian đang tỷ số là 1-0. Toyota đã bắt được rượu cần. Thanh niên đó là một thanh niên rất manh động. Lambo liên tục có kim. Cam bom.
Tỷ số sẽ là 2-1, đang tạm thời nghiêng về cầu lan về sau. Chỉ vớt 21 là người cầm bom, phở lát đã liên tục ném vào trong sai B. Tùng DZ đang liên tục có kinh cho mình. Như vậy tỷ số là 3-1, đang tạm thời nghiêng về cầu lan về sau. Chí Vớt là thanh niên bắn. Chí Vớt đã làm rơi bom, nhưng có vẻ như Tùng DZ không hề để ý. Tôi đang lag hay ai lag? Tỷ số là 4-1 cho cầu lan về sau. Mạng khá là lag, không hiểu vì sao nữa. Cơ hội cuối cùng giành chiến thắng cho cầu lan rượu. Mạng cùi mía. Đấy, cả mạng. Cửa lan rượu đã đang rất coi như là đã đổi mạng rồi. Toyota và Wiki. Đây là cơ hội cuối cùng cho cửa lan rượu. Đã bắt được Chí Vớt và cả chú hộp luôn. Khó cho cửa lan rượu rồi. Đã bắt được Vodka. Có lẽ chúng ta sẽ phải đến nơi map ga tàu khi rượu cần để lộ quá nhiều vị trí và sơ hở của mình đã bị móc. Chúng ta sẽ cùng đến với map thứ ba, đó là map ga tàu. Chúng ta sẽ cùng đợi các thanh niên của cả hai cờ lan SS. Chúng ta sẽ cùng vào trận đấu ở trên map ga tàu giữa cờ lan lê sao và cờ lan rượu. Đây sẽ là một round set. Đang ra mít bắn nhau rồi. Bấm móng tay. Lấy cái. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào trận đấu ngay bây giờ.
màn hình máy của Lambo. Nắp không hề dính ai. Chú hộp đã bắt được Tùng DZ. Vị trí đấy ném bom mà khá tù. Ngày hôm nay mạng nhà mình đang khá là chập chờn khi chiều nay. Như vậy chiến thắng tỷ số là 1-0 đang tạm thời nghiêng về phía sau. Ủa, mạng như thế này thì sống làm sao? Về sau đã bắt được Wiki bằng những pha đục tường. Wiki sẽ khá là thắc mắc. Đây có lẽ rằng là Lambo đã học được của bảo bối trong trận đấu tối hôm qua, khi bảo bối đêm qua cũng đã đục chết một người. Lambo đã vừa bắt được rượu cần. Cậy xong rồi. Tỷ số sẽ là 2-0 tạm thời nghiêng về cửa lan về sau. Không hề để ý. Về Lambo đã vừa bắt đầu Wiki. Có vẻ như ga tàu là một map khá tủ của Vsao. Khi Vsao đang bắn map ga tàu khá là tự tin. Chi vớt đã ôm được bom và én rồi. Tê bom. Bom đã đang được lập ở xe A. Lambo đã vừa bắt được chi vớt. Không có lý do gì để khiến cho về sau thua ở round này cả. Tỷ số sẽ là 3-0 nghiêng về phía sau. Lambo đã tách đi chứ không đi sát nhau nữa. Lambo đã đục tiếp được chi vớt 21. Quá đáng sợ. Sẽ có khá nhiều cửa lan cần đòi hỏi. Lambo đã vừa bắt. Vâng, tỷ số là 4-0. Hôm qua bảo bối đứng đục đây, đúng ở mép này luôn. Đó là Wiki, mất khá là nhiều máu. Sẽ có một thanh niên đi móc. Tỷ số có lẽ sẽ là 5-0 dành cho bên sao rồi. Khi tôi thấy có một thanh niên đang đi móc rồi. Next AB đang có hàng.
đã đụng mặt, tỷ số là 5-0 dành cho Clan V sao. Như vậy là các thanh niên đang thi nhau F5. Máy có vẻ khá cùi. Khi máy tôi stream nãy giờ mấy trận liền, chả thấy lag gì. Chúng ta sẽ cùng đến với hiệp 2 trên map ga tàu giữa Về Sao và Clan Rượu. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ trận đấu giữa Về Sao và Rượu ở hiệp 2 trên map ga tàu. Màn hình máy của Lambo khó có ai có thể đục được như Về Lambo vừa xong. Toyota đã bắt được trường hợp. Tả súng hữu đột luôn. Đây là Tùng DZ, bom sẽ được gỡ ngay bây giờ. Tỷ số là 1-0 dành cho Clan Rượu. Màn hình máy của Toyota. Toyota người đang cầm bom. Lambo đã vừa bắt được chú hột rồi. Sẽ là khó khăn cho Rượu. Về Lambo. Rượu cầm đã bắt được Toyota. Trong khi đó Lambo lại đang yếu. Chết luôn. Không hề chết. Vodka đã triệt hạ được Lambo. Ben Bugatti. Quả bom đã cover cho Bugatti. Sẽ nằm. Tỷ số là 2-0. Tạm thời nghiêng về Clan Rượu. Màn hình máy của Tùng DZ. Sẽ là một trận đánh B. Một quả bom mà đến 3-4 người mất máu. Các thanh niên túng tụ lại ở đấy. Bugatti đã vừa triệt hạ được Chivas 21. Ôm bom chạy A thôi, còn đợi chờ gì nữa. Khi mà hút hết người của Rượu về B rồi.
đó là chứa hột. Không, đó là rượu cần. Cái gì vậy? Quá khó hiểu đối với từng DZ khi vào trong đấy. Phao rồi cầm bom để ném thì tôi cũng chịu anh luôn. Cuống à? Kéo cả cuống khỏi rồi. Nếu như rượu thắng thì đó sẽ là một lỗi lầm quá lớn của từng DZ. Tỷ số là 3-0, Clan Rượu đang tạm thời dẫn trước. Người Hùng và Tội Đồ chỉ cách nhau có một khoảnh khắc thôi. Dùng rằng chú hột không hề bắt được người, mà ngược lại Toyota vừa bắt được người cơ. Sẽ là một trận đánh thật chứ không hề fake nữa. Vodka đã bắt được Lambo. Pha bắt người quá nhà quê của chú hột. Bugatti. Đã phát hiện ra. Đã bắt được hiệu cầm. Như vậy chúng ta đã kết thúc trận đấu giữa Cờ Lan Về Sao và Rượu với tỷ số là hòa. Cảm ơn các bạn đã xem stream của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.